cái đồng hồ này nó bị cái code ở trong này, cái da chỗ code trong này nó không thông qua mất. Đây chỗ cái này phản qua mà nó không qua luôn, nhưng mà mình chỉnh, mình mở ra mình chỉnh giờ thì nó lại qua nha. Đó, nó quay được một hồi nó tắt kia code nó ở trong này chứ, mình bạn biết nó không chịu quay, cái bữa nó quay bình thường nên nó không quay. Lúc qua thử có cái cách nào mà chạy giúp cháu không? Bước quay xuống, quay xuống là quay lên quay xuống là nó vẫn chạy là bình thường, nhưng mà cái nào bây giờ bạn biết nó không lên đâu, nhưng mà chỉnh giờ quay thì nó vẫn quay bình thường nha. Còn cái này thì nó lát một chặp nó quay, nhưng mà để một chặp nữa là nó hết rồi.